Chiều 6 tháng 11, nguồn tin từ Công an tỉnh Thông tin Huế cho biết, Công an huyện Phú Giang vừa triệt xóa thành công một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng phòng hát karaoke, bắt quả tang và xử lý hàng chục đối tượng nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Phú Giang phát hiện tại tiệm karaoke Sơn Hà xã Phú Thượng, huyện Phú Giang, Thông tin Huế, có 7 phòng hát đang hoạt động quá giờ quy định. Công an tiến hành kiểm tra đột xuất tiệm hát này, qua đó phát hiện 28 nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, gồm ketamin và ma. Test nhanh các đối tượng trên, tất cả 28 nam, nữ thanh niên đều dương tính với ma túy. Xác minh nhân thân nhóm đối tượng tại ổ ma túy này, công an cho biết, các nam nữ thanh niên có tuổi đời khá còn trẻ, từ 18 tuổi đến 28 tuổi, trú tại hai tỉnh Thông Tin Huế và Quảng Trị. Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.